Đây, hôm nay em sẽ chỉ cho anh em một tuyệt chiêu nha. Máy cứng, móp bể nát như vậy, anh em vẫn được đổi một cái máy mới 100%. Thì anh em thông cảm nhà tiệm hơi đông á, thành ra em vô xe em quay. Có thể hơi ồn tiếng xe á, anh em có gì tăng âm lượng giúp em. Ví dụ một cái máy anh em mua new siêu á, anh em sẽ được bảo hành 1 năm thay thế sửa chữa từ hãng. Với điều kiện cái máy đẹp keng nha, với điều kiện máy đẹp keng. Còn những cái máy mà cứng, móp bể hay là hư hỏng thì sao? Apple sửa tính phí nha. Nhưng vẫn có một cái đường lách cho anh em, là trong vòng 60 ngày đầu tiên từ khi anh em kích hoạt á, anh em sẽ mua được cái gói Apple Care Plus. Cái gói Apple Care Plus là sao? Nghĩa là gói bảo hành, bảo hiểm cả rơi vỡ, bể gì đó vào nước của Apple á. Thì khi anh em mua cái gói đó, anh em sẽ có hai cách mua. Một là mua 1 tháng, hai là mua 1 năm. Như cái máy này nè, là xui quá, mua vào ngày 6 tháng 11 2023, thành ra bây giờ em không có cứu được cho khách thôi. Chứ nếu mà nó hên á, mua vào tháng 2 năm 2024 á, bây giờ là 13 tháng 4 năm 2024 á, thì trong vòng 60 ngày á, thì may mắn em vẫn cứu được cho khách cái pha này nha. Khi mà anh em mua cái gói bảo hiểm của Apple á, thì ví dụ anh em xài tới ngày thứ 50-55 đi, máy anh em vô tình xui rủi anh em bị rớt cái bọp một cái, rồi xe nó cán và một cái bị bể, bị hư màn, hư vỏ, bể nát, hư cam gì đó, thì anh em mua gói bảo hiểm đúng không, thì Apple sẽ bán hai gói, một là 1 tháng, hai là 1 năm. Thì anh em mua gói 1 tháng thôi, mua gói 1 năm chi cho nó phí tiền, mua gói 1 tháng thôi, rồi anh em xài tiếp tầm khoảng 2 tuần 3 tuần gì đó anh em mới đi gửi hãng bảo hành. Nhưng khi anh em mua cái gói mà bảo hiểm 1 tháng online á, Apple Care Plus á, thì nó sẽ chạy chẩn đoán cái máy này lại nha, nó sẽ chạy chẩn đoán cái máy của anh em lại. Trời, người ta cũng khôn lắm chứ đâu có để mà anh em khai thác cái hở dữ gì được. Thì cái máy đó ví dụ chạy chẩn đoán á, từ xa nha, nhưng mà cái màn nó hư rồi, cái camera nó hư rồi, à nó nói à cái máy này có khả năng bị bể cao, thì nó sẽ không cho anh em mua cái gói đó nha. Thì với điều kiện thì em nghĩ là anh em nên đi dùng dịch vụ đi, có nghĩa là anh em biết mà ai đang dùng dịch vụ mà hỗ trợ anh em cái chuyện đó mà mất một khoản phí cho họ đó, thì họ sẽ gá một cái màn hình từ cái máy khác qua cho anh em để anh em chạy chẩn đoán tạm. Nên mình dùng không, ví dụ camera hư, có nghĩa là sẽ thay những cái linh kiện nào vào, anh em hình dung không, để chạy chẩn đoán tạm. Thì hên thì mua được gói Apple Care Plus đó. Em nói thật, em vẫn đang hỗ trợ khách bảo hành cho máy bên em đây. Hên mua được cái gói Apple Care Plus đó, thì anh em chỉ việc là chờ thôi, vẫn có xài tiếp nha. Thông cảm, xài tiếp để Apple nó có cái dữ liệu phân tích á. Xài tiếp, xài thêm khoảng tầm 2 tuần gì đó, bắt đầu mình gửi hãng đi bảo hành. Nếu mà cái vỏ chỉ bị cứng, móp bể thôi á, thì có thể là bị thay lưng, vì cái lưng á là lưng rời. Thì em thấy là có một số chỗ sẽ gè cho cái sườn nó cong luôn, để thay được nguyên cái vỏ mới. Nhưng mà không, Apple không chỉ thay vỏ. Ví dụ thay lưng thì Apple thay lưng rời, nhưng mà nếu mà cái vỏ nó bị cứng móp nặng hoặc là bị cong vênh á, thì Apple sẽ thay nguyên một cái cụm dưới, nó gồm có vỏ mới, pin mới, men mới, chuyển sang mã N, camera mới, camera sau và camera trước, camera True Depth, thay mới hết nguyên cụm dưới, giữ lại cái màn cũ cho anh em. Nhưng mà nếu cái màn của anh em bị chảy mực, bị hư luôn rồi đó, thì thay luôn cho anh em cái màn mới, là thành nguyên cái máy mới nha. Cái đó là kẻ hở của Apple, nhưng mà cũng phải gọi kẻ hở đâu, anh em có 60 ngày để anh em mua gói bảo hiểm đó. Mấy khi ai em làm bể trong vòng 60 ngày đâu nha. Em thì không làm như thế, em thì trong 1 năm anh em bể nát, cứng, vỡ vào nước gì đó, em sẽ sửa chữa thay thế miễn phí cho anh em, không giới hạn số lần và không mất một đồng phí nào hết. Ví dụ anh em mua cái máy, anh em được hành 1 năm toàn diện rồi, tất cả các lỗi phần cứng rồi, anh em sẽ được thêm cái chính sách bảo hiểm đó luôn nha. Tháng thứ 1 anh em bể 1 lần, tháng thứ 12 anh em bể 50 lần hay nữa, em cũng thay thế miễn phí cho anh em. Còn bể nát, hư hỏng nặng, xe cán qua hư hỏng nặng, em trợ giá 50% cho anh em nha. Ví dụ máy mới 30 triệu, anh em chỉ bị thanh toán 15 triệu thôi, anh em đem cái xác, anh em cầm máy mới về, anh em xài tiếp, được bảo hành 1 năm và đổi một, lên đời thu bằng 100% giá bán lẻ duy nhất Việt Nam mình đang làm đó. Còn cái bí kíp này, cái tuyệt kỹ này, em nói thiệt, em chỉ cho anh em thôi. Có thể là em xin lỗi là em có thể đụng chạm chén cơm với anh em làm bảo hành, à là đang lấy phí dịch vụ cái khoản này. Nhưng mà anh em cũng nên hiểu cho khách một chút, người ta đã rủi, người ta đã xui rồi, người ta đã mất tiền rồi, không may rồi, làm rơi rớt rồi, thì em mới chỉ cho khách cái phương án này để khách tiết kiệm á mà. Rồi, thế nha.